Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của VV Channel. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai của đội tuyển U19 Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất vòng loại U19 châu Á 2019 giải đấu sẽ được diễn ra ở Thái Lan vào năm sau, dành cho các đội vượt qua được vòng loại. Anh nhìn như thay mắt. Cảm ơn. Ở trận đấu trước thì U19 Việt Nam đã có màn đối dòng với tỷ số 2-1 trước cao thủ U19 Malaysia dẫn trước trong hiệp 1. Hôm nay thì đối thủ của chúng ta là U19 Singapore. Đối thủ được coi là yếu nhất bảng và đã để thua U19 trong bảng tỷ số 0-8 ở lượt trận thứ nhất. Ngày hôm nay thì U19 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trong trang phục màu trắng thay vì màu đỏ như trận đấu trước. Còn đối thủ của chúng ta, cao thủ Singapore thi đấu trong trang phục màu đỏ. Đường chuyền bóng hỏng của hậu vệ bên phía U19 nữ Việt Nam. Hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có một vài sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Có thể kể đến như tiền vệ Trần Thị Hải Linh, cầu thủ mang áo số 7 sẽ ngồi trên băng ghế dự bị và nhường chỗ cho Nguyễn Thị Tú Anh mặc áo số 6. Ngoài ra thì thủ môn, vị trí gác đền cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung thay đổi, tung Trần Thị Ngọc Anh vào sân thay vì thủ môn Nguyễn Loan mặc áo số 1 như ở trận đấu cách đây 2 ngày. Đội trưởng của U19 nước Việt Nam vẫn là Viết Ngân, cầu thủ thi đấu rất tốt ở trận đấu trước đó với một bàn thắng cùng rất nhiều các cơ hội cùng tạo ra. Trận đấu ngày hôm nay thì ở vị trí hậu vệ cánh phải, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng thay đổi. Thay vì Nguyễn Minh Nhật mặc số 20 thì số 21 Phan Thị Thu Thìn là người được lựa chọn. Các cầu thủ nữ U19 Singapore đến với giải đấu này đa phần đều là học sinh và sinh viên. Như huấn luyện viên của Singapore đã tuyên bố ở buổi họp báo trước giải thì đội bóng của họ, các cầu thủ của họ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và chỉ tập luyện vào các buổi tối, vào 3 buổi tối hàng tuần. Do vậy đây là một đội bóng có thể nói là khá yếu. Trọng tài biên đã phất cờ nhưng trọng tài chính bây giờ mới thổi còi. Nó sẽ là một tình huống có lẽ là việt vị.
Ở trận đấu cách đây ít giờ vào lúc 3 giờ thì các đội U19 Jordan đã đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 2-1. Với kết quả này thì chỉ cần U19 Việt Nam giành chiến thắng ở trận đấu này thì Việt Nam cùng với Jordan sẽ là hai đội cạnh tranh vị trí nhất bảng, và trận đấu ở lượt trận cuối cùng sẽ như là trận chung kết của bảng này. Đối với Mai Đức Chung đang chỉ đạo khá sát sao cho các cầu thủ. Pha đi bóng tốt của cầu thủ bên phía cánh phải. Cú dứt điểm đầu tiên chưa qua được thủ môn bên phía U19 nước Singapore. Bóng lên chân của số 14 Trần Thị Thu Xuân. Cú dứt điểm được. Pha sút bóng bằng chân trái vừa rồi của Tuyết Ngân sẽ chỉ đem về một quả phạt góc cho cầu thủ U19 nước Việt Nam. Một pha ra trận rất nhanh và quyết đoán. Pha đá phạt góc nguy hiểm. Giống như ở trận đấu trước thì ngày hôm nay có khá nhiều cổ động viên đến cổ vũ cho U19 nước Việt Nam, và thậm chí ngày hôm nay còn mang theo cả trống. Bóng đá phạt góc rất xoáy nhưng lại hơi sâu. Vẫn là phong cách nhập cuộc quen thuộc của cầu thủ nữ U19 Việt Nam, thi đấu tấn công phủ đầu đối thủ. Ở trận đấu trước gặp Malaysia thì các cô gái chúng ta đã có rất nhiều cơ hội, và đây là lại một tình huống như vậy. Bóng tiếp tục được đưa ra biên, sẽ là một quả treo bóng. Có thể thấy các cầu thủ nữ Singapore thậm chí kỹ thuật cá nhân cũng không được tốt cho lắm. Bóng vẫn còn trong sân. Pha đi bóng hơi lộ. Ở trận đấu trước thì U19 nước Việt Nam trong 10 phút đầu đã có tới 4 đến 5 tình huống đối mặt thủ môn của U19 Malaysia nhưng không thể thành công. Điều đó đã khiến các chân sút của chúng ta gặp đôi chút vấn đề về mặt tâm lý và sau đó nhận bàn thua sau một tình huống phản công của U19 Malaysia. Nhưng những sự thay đổi trong hiệp 2 của lực lượng Mai Đức Chung đã mang đến hiệu quả và đem về cho chúng ta hai bàn thắng, qua đó lội ngược dòng thành công.
rất khéo. Tuyết Ngân thi đấu thực sự là phải nói là khả năng có thể nói là ngang với những đồng nghiệp nam. Với kỹ thuật cá nhân cùng khả năng tỷ đè. Quá chậm. Nhưng ngay sau đó thì số 17 Nguyễn Thị Hằng đã lại cướp được bóng. Một pha xoạc sau sẽ cần phải có một chiếc thẻ. Có lẽ trọng tài sẽ chỉ đưa ra những lời nhắc nhở mà thôi. Trọng tài chính ngày hôm nay là bà Ri Hyang Ok, người Hàn Quốc. Đứng trước bóng là đội trưởng Tuyết Ngân. Nhiều khả năng có thể tung ra một cú sút thẳng với chiều cao thấp của thủ môn U19 nữ Singapore. Có thể thấy là các cầu thủ nữ Singapore có thể hình kém hơn khá nhiều so với U19 nữ Việt Nam. Ngoài Tuyết Ngân đứng trước bóng còn có Trần Thị Thu Xuân. Cú sút thẳng. Tỷ số là 1-0 cho U19 nữ Việt Nam. Cú sút quá tuyệt vời. Một cú sút mà thủ môn đội bạn cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Cầu thủ số 18 Tuyết Ngân ghi bàn cho đội U19 Việt Nam. Quả bóng quá hay. Bàn thắng thứ hai của Tuyết Ngân ở giải đấu năm nay. Một tình huống ép sân nữa, bóng tiếp tục đến chân của Tuyết Ngân, tốc độ của Tuyết Ngân. Một tình huống định đẩy bóng qua người nhưng không thành công. Tú Anh. Tú Anh là người được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu gặp Malaysia và đã thi đấu khá thành công. Tiếp tục đến chân của Tuyết Ngân, qua được người rồi, dứt điểm. Chưa có bàn thắng thứ hai cho cá nhân Tuyết Ngân như U19 nữ Việt Nam. Trọng tài xác định đã có lỗi. Sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho U19 nữ Singapore. Đẩy bóng hơi dài.
Pha lấy bóng nữa dành cho U19 nữ Việt Nam. Một cơ hội đối mặt có thể dứt điểm. Tỷ số là 2-0, đó là cú sút của số 14 Trần Thị Thu Xuân. Sau một vài tình huống lập bập ở khu vực giữa sân, bóng quanh quẩn thì đường chọc khe của đồng đội đã được Thu Xuân kết thúc một cách gọn gàng. Một pha hãm bóng tốt và sau đó là cú dứt điểm, không cho thủ môn bên phía U19 nước Singapore có cơ hội nào để cản phá. Mạnh của U19 nữ Việt Nam, hay nói cách khác là khả năng yếu kém của U19 nữ Singapore đang được bộc lộ. Bóng vẫn còn trong sân. Phút đã trôi qua và tỷ số đang là 2-0 cho các cầu thủ nữ U19 Việt Nam. Rất hay pha bỏ bóng của Tú Anh, nhưng tình huống xử lý sau đó có lẽ là một cú dứt điểm khá táo bạo nhưng lại không mang tính khả thi cao. Tốt dành cho Tuyết Ngân. Đây là Tú Anh. Hôm nay Tú Anh sẽ thay thế Trần Thị Hải Đình, vị trí mỏ neo, là người cung cấp và phân phối bóng cho các đồng đội. Một đường sẻ biên nữa, bóng đi hơi mạnh. Có thể thấy là nhãn quan của cầu thủ nữ cũng tương đối tốt. Đây là Tú Anh, người được tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu gặp Malaysia, nhưng ngày hôm nay được huấn luyện viên Mai Đức Chung sắp xếp đá chính. Cũng sau cũng ở buổi họp báo sau trận đấu thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã trả lời báo chí rằng trận đấu đó ông vẫn đang giấu bài và chưa tung ra đội hình tốt nhất của mình. Ngày hôm nay thì cũng vẫn đã có một số sự thay đổi, nhưng nhiều khả năng trận đấu cuối cùng gặp Jordan mới là trận đấu được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung ra đội hình mạnh nhất. Jordan sau 2 chiến thắng với tỷ số 8-0 trước Singapore và 2-1 trước Malaysia cũng đã khẳng định sức mạnh của mình. Với những kết quả này thì nếu như trận đấu ngày hôm nay U19 nước Việt Nam thắng với tỷ số 8-0 giống như Jordan thì chúng ta sẽ có bằng Jordan về mọi chỉ số.
một cú sút nhưng lại thành một đường chuyền. Bóng được đưa ra biên sẽ là một quả tạt nữa, hơi khó để đánh đầu. Bóng đến chân của số 17 Nguyễn Thị Hằng, rất kỹ thuật. Rất thong thả, chúng ta đã có được hai bàn dẫn mà không có gì phải vội. Ở vòng chung kết U19 nữ vô địch châu Á sẽ diễn ra vào năm 2019, giải đấu sẽ được tổ chức tại Thái Lan và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là lọt vào vòng chung kết này. Rất kỹ thuật, cú dứt điểm. Bóng đi chệch cột dọc. Và đánh gót làm tường của Tuyết Ngân đã tạo cho cậu đồng đội của cô một khoảng trống rất lớn để có thể tung ra cú sút. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người phối hợp với Tuyết Ngân là số 16 Nguyễn Thị Hoa. Đến chân của Tuyết Ngân có cơ hội để ghi bàn. Đối mặt rồi. Rất đơn giản, tỷ số là 3-0. Một pha cướp bóng tốt của đồng đội sau một tình huống pressing. Và Tuyết Ngân đã xử lý tuyệt vời sau một tình huống qua người và dứt điểm vào góc xa. Bàn thắng thứ 3 của Tuyết Ngân. Người có tình huống cướp bóng là số 11 Vũ Thị Hoa. Người cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung không vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước và thi đấu nổi bật. Tiếp tục đến chân của Tuyết Ngân. Mặc dù là người thi đấu nổi bật nhất trên sân ở cả hai đội nhưng có thể thấy là Tuyết Ngân thi đấu tương đối đồng đội, không lạm dụng kỹ thuật cũng như là tốc độ cá nhân để thực hiện những đường đi bóng rất tốt. Vẫn đang là Tuyết Ngân, cơ hội một tình huống sút bóng dội sang ngang, bóng bật xuống và trọng tài xác định vẫn chưa có bàn thắng thứ tư. Rất điềm tĩnh và bàn nhả. Nếu như các lứa U23, U19, U17 hay U15 của bóng đá nam Việt Nam được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên khác nhau thì toàn bộ các lứa đội tuyển nữ từ cấp độ U cho đến cấp quốc gia của Việt Nam đều được do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt. Đây cũng là một điều
khá tốt cho các cầu thủ khi họ được làm việc với cùng một huấn luyện viên kể từ khi còn thi đấu ở lứa tuyển trẻ cho tới khi trưởng thành và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Và như chúng ta đã thấy thì với màn trình diễn ấn tượng này, Tuyết Ngân là một ngôi sao hứa hẹn sẽ góp mặt cùng với các đàn chị chinh chiến tại các giải đấu sắp tới. Nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ như thế này và chăm chỉ rèn luyện thì khả năng để Tuyết Ngân có một suất tham dự SEA Games 2019 là điều không quá khó khăn. Và trọng khe tốt, không chỉ dứt điểm tốt, Tuyết Ngân còn có một nhãn quan tuyệt vời. Một cầu thủ nữ phải nói sở hữu toàn bộ những tố chất thậm chí không nhiều cầu thủ nam có được. Tiếp tục là Tuyết Ngân ở sẽ có sự thay đổi người bên phía Singapore. Người vào sân là cầu thủ mặc áo số 15, Amira. Amira sẽ vào thế cho cầu thủ mặc áo số 16. Anvena. Substitutions take over. Player number 16, Sally Nalina, replaced by player number 15, Nua Amira. Đội tuyển Singapore có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 16, Sally Anvena rời sân. Cầu thủ số 15, Nua Amira vào sân. Liên tiếp là những tình huống bắn phá của cầu thủ nữ U19 Việt Nam. Vừa rồi là một tình huống làm tường của Tuyết Ngân dành cho áo số 19 Quỳnh Như. Cầu thủ nữ U19 Việt Nam tương đối tốt và bật tường hay nhưng bóng lại hơi mạnh. Có thể thấy U19 Việt Nam thi đấu với một chiến thuật khá rõ ràng, tận dụng những đường bóng ngắn để có thể tìm rút ngắn khoảng cách đến khung thành đối phương. Sau đó Tuyết Ngân sẽ là người sẽ là đích đến trong những tình huống kết thúc. Một trong những giây phút hiếm hoi, bóng lăn bên phần sân của U19 nữ Việt Nam. Hơn một nửa thời gian thi đấu hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số đã là 3-0. Bóng của Tú Anh dành cho Tuyết Ngân. Tiếp tục là Tuyết Ngân sẽ là một tình huống dứt điểm. Không. Mày quá nhỉ.
một thế trận khá chênh lệch đang được U19 nữ Việt Nam tạo ra. Thậm chí thủ môn bên phía U19 nữ Singapore còn không thể phát quả bóng qua được đến vạch giữa sân. Rất lóng ngóng. Cầu thủ U19 nữ Singapore thực sự đúng như huấn luyện viên của họ đã nói, đều là những cầu thủ nghiệp dư. Thậm chí hiện tại thì cầu thủ nữ U19 Việt Nam còn đang khá tự tin và thực hiện những tình huống kỹ thuật. Chỉ sau khoảng 1 đến 2 đường truyền là các cầu thủ nữ U19 Singapore sẽ không giữ được bóng nữa. Đây thực sự là một cơ hội để các cầu thủ U19 của Việt Nam tập luyện những bài dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ tư, khá bất ngờ. Một cú dướn bóng để truyền nhưng lại thành một bàn thắng của cầu thủ mang áo số 19 Huỳnh Như. Rất bất ngờ, một cú sút tưởng chừng như nếu rơi vào chân của các đồng đội nam thì sẽ là một pha tung nóc. Mới chỉ 30 phút trôi qua nhưng U19 nữ Việt Nam đã có được 4 bàn, bằng với những gì Jordan làm được trước Singapore. Và sẻ nách rất hay của Tuyết Ngân dành cho đồng đội. Và chèo bóng của Thu Thìn. Tốc độ khá tốt. Sẽ có một quả phạt góc sau nỗ lực đi bóng của Nguyễn Thị Thu Xuân, áo số 14. Vẫn là những bài đá phạt góc quen thuộc của U19 nữ Việt Nam với bóng ngắn. Như vậy cầu thủ áo trắng đã bất ngờ thực hiện một cú tạt thẳng. Nhận thấy thể hình của U19 nữ Singapore cũng khả năng phòng ngự tương đối kém. Bây giờ thì ngay cả bộ đôi trung vệ của U19 nữ Việt Nam cũng đã dâng qua vạch giữa sân. Thank you.
dù chỉ là một giải đấu dành cho lứa tuổi U19 và của nữ, nhưng có thể thấy cầu thủ của Việt Nam đang thi đấu với một chiến thuật cụ thể và khá bài bản. So với U19 nữ, Singapore thi đấu một cách bộc phát. Đẹp đẹp đẹp, anh ơi, lấy luôn. Vẫn là những tình huống phát bóng không có điểm rời của đội bóng bên phía Singapore. Một pha sẻ nách tốt nữa, quyết định dứt điểm ngay. Hơi cá nhân ở một góc sút như vậy. Pha sút bóng là của Trần Thị Thu Xuân. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía U19 Việt Nam. Số 3 Lương Thị Thu Thương rời sân để nhường chỗ cho số 20 Nguyễn Minh Nhật. Ở trận đấu trước thì Minh Nhật thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với sự thay đổi người này thì Minh Nhật sẽ chơi ở vị trí trung vệ. Trọng tài đang yêu cầu các cầu thủ vào sân thi đấu. Cầu thủ số 3 Lương Thị Thu Thương rời sân, cầu thủ số 20 Nguyễn Minh Nhật vào sân. Thời tiết trên sân Yan Mai, sân số 3 của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại là tương đối mát mẻ. Điều đó cũng khiến các cầu thủ đỡ mệt hơn. Bóng hay của Tuyết Ngân, rất đồng đội, một đường truyền dành cho số 16 có thể dứt điểm. Bóng đi vọt xa. Một nếu như tình huống vừa rồi số 16 Nguyễn Thị Hòa tự tin đi bóng thêm một nhịp và cắt chéo vào phía trong để loại bỏ hậu vệ đối phương thì bàn thắng thứ 5 nhiều khả năng sẽ đến. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Hậu vệ bên phía Singapore thật sự không thể theo nổi. Thu Thìn, hậu vệ cánh phải của U19 Việt Nam sử dụng tốc độ rất tốt, một đường căng ngang.
tình huống chơi bóng fair play của nữ U19 Singapore. Tình huống hiếm hoi mà thủ môn U19 nữ Việt Nam được chạm vào quả bóng. Có thể thấy là U19 nữ Singapore thua kém về cả kỹ chiến thuật cũng như là thể hình, thể lực và cả tốc độ. Một cuộc đấu khá chênh lệch giữa hai đội. Pha đột phá thẳng, dứt điểm, tỷ số là 5-0. Một tình huống phối hợp rất bài bản và bóng được đưa về tuyến 2. Cú sút chéo góc đã đem tới bàn thắng dành cho số 19, Cù Thị Huỳnh Như. Trước đó phải kể đến một pha đi bóng rất tốt của Nguyễn Thị Hoa mặc áo số 16. Và tiếp đến là pha đập lại rất đẹp, vừa tầm sút. 5-0. Player number 16 Nguyễn Thị Hoa replaced by player number 9 Ngân Thị Vạn Sự. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 16 Nguyễn Thị Hoa rời sân, cầu thủ số 9 Ngân Thị Vạn Sự vào sân. Như vậy là U19 Việt Nam đã có sự thay đổi người thứ hai. Người vào sân là cầu thủ áo số 9 Vạn Sự mà thay cho Nguyễn Thị Hoa. Sau hai trận đấu có thể thấy vị trí số 6 và số 7 của Tú Anh cùng với Hải Linh là những người của huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm, có vai trò phân phối và thu hồi bóng.
nếu như Hải Linh là người có nhãn quan tốt với những đường phát bóng chính xác thì Tú Anh lại thi đấu khá chắc chắn. Mặc dù vậy thì trước một đối thủ yếu như Singapore ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn đánh giá được hết khả năng của số 6 Tú Anh trong sơ đồ chiến thuật. Vẫn là những tình huống phát bóng không cho ai, bóng đến chân của Tuyết Ngân, sút xa, bóng đi chạy cột dọc, một cú sút ở khoảng cách phải đến 20m. Số 18 Tuyết Ngân, đội trưởng đang thi đấu thực sự của bạn giải đấu này, một phút rất căng và rất tự tin, bóng đi sệt. Sẽ có 2 phút bù giờ. 2 phút. 45 phút trôi qua và U19 Việt Nam có 5 bàn thắng. Cách đơn giản. Trận đấu thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội của đội chủ nhà. Để có thể chắc chắn được ngôi nhất bảng trận đấu cuối thì U19 Việt Nam cần ghi được tối thiểu 9 bàn trở lên. Vừa rồi là nỗ lực xuống cánh của Thu Thìn. Tình huống đó sẽ đem về một quả phạt góc trong những giây bù giờ của hiệp 1. Trọng tài đã chỉ tay và chấm phạt đền. Một cơ hội để cho U19 nữ Việt Nam gia tăng cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại. Người sẽ đứng trước quả phạt đền này là Huỳnh Như, Huỳnh Như, áo số 19, thủ môn của Singapore nhìn lọt thỏm ở trong khung thành, có lẽ là một tình huống đơn giản để có bàn. Một cú sút chính xác và tỷ số là 6-0, dù thủ môn bên phía Singapore đã bay đúng hướng. Và đúng lúc này thì trọng tài người Hàn Quốc cũng đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, U19 nữ Việt Nam dẫn trước với tỷ số 6-0 sau một màn tấn công vũ bão.
Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, tỷ số của trận đấu hiện giờ đang là 0-6 nghiêng về phía đội tuyển U19 Việt Nam.